Trên tay mình hiện giờ đang là chiếc HTC Desire 616. Đây là một trong những chiếc máy smartphone tầm trung, màn hình đẹp và trải trí khá ấn tượng. Sau chiếc tablet Desire 816 thì Desire 616 là thành viên mới tiếp theo thuộc dòng của Desire đằng sau phân khúc tầm trung của HTC. Các bạn thể thấy là mẫu mã ở bên ngoài vỏ hộp thì thiết kế giống các dòng HTC khác. Ở đằng trước là tên của sản phẩm HTC Desire 616. Ở mặt sau thì có các thông số và hầu hết là bằng tiếng Trung. Chúng ta có thể xem qua đó là CPU của nó là xử lý là 1.7GHz, SIM thì là 2 SIM, 1 SIM thường và 1 SIM micro SIM. Bộ nhớ trong của nó là 4GB và sử dụng RAM 1GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 32GB. Màn hình của nó là 5 chấm và HD 720x1280. Thì mình sẽ mở hộp chiếc Desire 816 này. Ra thế là trong hộp thì gồm có máy, các phụ kiện khác thì gồm có sách thì hướng dẫn thì hầu như là toàn là tiếng Trung thôi. Tiếp theo là củ sạc, dây cáp kết nối với máy tính và đi theo máy thì là có một quả pin. Sẽ tháo mặt lưng phía sau của chiếc HTC Desire 816 này ra. Bạn có thể thấy đằng sau là chỗ để pin này. Nó có hai khe cắm SIM, đó là một SIM thường và một micro SIM. Bên cạnh là khe cắm thẻ nhớ. Quan sát qua một chút về bề mặt ngoài của máy thì chúng ta có thể thấy là HTC vẫn trung thành với các đường cong. Nó được thiết kế rất giống với chiếc Desire 816 với các góc được bao tròn. Phần viền màn hình rất mỏng, giúp mặt trước khá thoáng mát và đẹp. Thiết bị có trọng lượng khoảng 150g và độ mỏng của nó là 9.2mm. Nhờ cạnh bên cạnh được vuốt mềm và phía sau mặt lưng được làm hơi lồi nên khi cầm thiết bị 50.000 trên tay thì bạn vẫn có cảm thấy thoải mái và thuận tiện. Bây giờ hiện tại thì mình đã bật chiếc máy HTC Desire 616 lên rồi và chúng ta thể thấy là giao diện của máy thì vẫn là giao diện tiếng Trung Quốc với những đường link fit là ở bên Trung Quốc. Ở trong máy thì là máy chạy hiệu hành 4.2. chúng ta để vào ngay phần setting để xem cấu hình của máy, xem thông số về máy. Đây, hệ hành của máy là 4.2.2 và mã của máy là HTC D616W, cũng giống với con HTC D816W. Các bạn thì thấy là chiếc HTC này thì nó có màn hình là 5 inch, với độ phân giải rất hợp lý là HD 720 1280x720 pixel. Trên màn hình thì các gam màu được thể hiện rất rõ, chúng ta có thể xem qua thử một clip trên YouTube và HD của nó. Màn hình của nó hiển thị khá nét các chi tiết của video và với âm thanh của nó thì cũng rất sắc nét. Cùng với hệ điều hành Android 4.2 thì chiếc HTC Desire 616 nó sử dụng chip xử lý 8 nhân của MediaTek với tốc độ lên đến 1.4GHz, hỗ trợ RAM 1GB, bộ nhớ trong 4GB mở rộng thêm qua thẻ nhớ ngoài lên đến 32GB. Máy chạy hệ điều hành 4.2.2 và với giao diện đầy ấn tượng của HTC Sen 5.5. Design cho thị trường Trung Quốc này có camera phía sau là 8MP và camera phía trước là 2MP. Đây là một cấu hình camera tốt cho điện thoại tầm trung. Design được HTC tung ra nhằm đến phân khúc smartphone màn hình lớn, giá hấp dẫn và nhiều tính năng cao cấp đến từ HTC là một cơ hội dành cho những ai chưa đủ điều kiện để trải nghiệm các siêu phẩm cao cấp của hãng. Vậy nên là so với mức giá của hàng chính hãng do FPT phân phối là 4.990.000 và hàng sản xuất tại thị trường Trung Quốc là 4.450.000 thì người dùng có thể lựa chọn cho mình được tầm giá rẻ hơn mà với cấu hình vẫn ngang với máy chính hãng. Hiện tại thì ở bên Đức Minh Mobile của mình đang bán chiếc HTC Desire 816
hàng xuất cho thị trường Trung Quốc với giá là 4 triệu 450.